chợ Sam Club á, cái chỗ bán và đồ tập trung để có thể mới được vào mua nha. Mình vô đây hôm nay mình mua càng cua cho con mình ăn. Giờ vô bên trong với đây là chỗ bán nữ trang. Mua đồ chơi cho thằng cu. Mua nó hả? Không, cái đó được nó. Bao nhiêu? 99 đồng. 99. À, được tăng đít lên kìa. Được đấy, mà điều sợ nó cười này. Đi cái đó đây. Đây nè. No. Quay cái ghế ngồi lại coi. Cái này có đèn, cái đó có hộp này, cái hộp này có đèn đẹp không? Rồi, lưng nó ngắn lắm. Cái kia đang tập đi chơi được. Đây chỗ bán quần áo. Đây chỗ bán rượu à? À. Đây là chỗ bán rượu nè. Cái này là rượu để mình ăn tối á, mình uống nè. Rượu đỏ nè, rượu vang nè, thấy không? Có 10 đồng 98. Quá trời luôn. Mới gặp con khách xong nó hay vô làm móng tay á. Đây
toàn rượu nè ha. Bây giờ mình đi lấy cua ở đâu đây? Bánh mì này cho bánh mì cho cô ăn. Đây là đồ giờ ra lấy cua mới còn luôn đó. À đây cái này nè ha. Wow, wow, hai cái đuôi con lobster này, con tôm hùm này là 42 đồng 64 sen. Còn cái loại nè, cái loại này nè, bữa mua 5 bọc luôn, anh dở là dở luôn, nó giờ không mua nữa. Bọc này nhiêu? 34 đồng 98 sen, mà vừa rồi mua 5 bọc, tháo ra 3 bọc ăn rồi giả lại 2 bọc. Giờ mình lấy cái thùng này ăn nó ngon hơn nè. Lúc trước nó có 65 đồng, mà trước dịch đó nha, còn giờ sau dịch đó, tự nhiên nó lên đến 82 đồng luôn nè, 82 đồng 98 sen. Cái này người ta mở rồi, lên 82 đồng 98 xem. Yeah. cái bọc cua giờ anh dở lên 34 đồng mấy chục xem. 10 đồng nữa. 8 mấy đồng cua trời ơi. Này chỗ bán kem. Bây giờ đi ra tính tiền. Đây là thuốc này. À, đây thuốc bổ đó, thuốc cho xương, cho từng lưng từng la hết. Và thuốc bổ này cho bé Vi nè. À, cái nào cũng có hết á. Cho tóc, cho da. Cái này là kẹo. Cái này là thuốc đau hoa tử nè, chắc khỏe. Bán nhiều thuốc. Enjoy. Thank you.
nè mở thuốc này mở ra nè con. Áp đi. Đó, mở ra. Nó có mùa. Chào cả nhà nha, hôm nay mình mua cua cho con mình ăn. À, con ăn đi. Mấy đứa nhỏ nó thích ăn cua nên phải mua, mà bây giờ cua lên giá đó, bị dịch đó, nó lên giá. Bây giờ nó lên giá cao lắm. Đi chợ sang lớp thì cua mình ăn. Ăn xong rồi tí cho tụi nó đi ra ngoài chơi. Mùa dịch rồi. Ăn đi. Ngon không? Bây giờ dịch á, tại vì á không có ai đi bắt cua hết á, bây giờ cua cũng lên giá. Cái giờ chính phủ á, nó cho ai có con á là cứ trên mấy tuổi á là được 250 đô một tháng một đứa. Rồi 250 đô một tháng, còn ai có đứa con lớn lớn lên là nhỏ nhỏ là 300 thì ông cho 5. Cho 5 bây giờ là cho tiền này để cho mua đồ cho mấy đứa nhỏ nó ăn á. Ra mình phải lấy tiền nó, mình phải cho mấy đứa con nó ăn. Ngon hả? Đó. Thì cũng cho một năm. Hai đứa là 550. Và ai có nhiều con á thì họ nhân lên. Không có ai đi làm. I want a big one. Má thương. Con đi rồi má cho đi chơi. Con chào các cô đi. Chào đi, hello đi. Con say hello đi. Hello. Rồi con thôi cũng chào cả nhà mình tạm biệt nha. Con chào các cô đi, bye đi, bye các cô. Bây giờ chở tụi nó đi ra ngoài công viên chơi để tập thể dục. Mùa dịch á phải ra đường ngoài ra chỗ mà không có người á. Chứ không thôi bây giờ lây bệnh á, chích ngừa rồi nhưng mà vẫn lây con số 5 ở Ấn Độ á. Thật ra là mấy đứa nhỏ nó chưa có chích nên cũng phải tránh xa người ra, chứ không thôi nó lây. Bây giờ con số 5 là nó giết hết luôn á, nó ăn quả thuốc luôn, nó ăn cả cái thuốc mà chích ngừa rồi. Ra nhiều quá hả? Thôi được rồi, tôi chào mọi người đi ủng hộ kênh YouTube USA nha, rồi ấn subscribe and like video của con nha. Rồi bye.